Giang đang có mặt tại nhà mẫu An Gia Gallery. Thì video này thì Giang sẽ chia sẻ với anh chị về sa bàn tổng thể của dự án Westgate. Thì tại nhà mẫu An Gia Gallery thì chủ đầu tư họ đặt hai cái sa bàn, một cái sa bàn là sa bàn của mặt cắt của tầng trệt và một sa bàn là tổng thể của dự án Westgate. Thì tại sa bàn mặt cắt này thì Giang sẽ chia sẻ tổng quan cho anh chị. Như cái video trước á, Giang cũng chia sẻ là vị trí dự án của Westgate là họ tọa lạc ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Thì vị trí này rất là đẹp anh chị nhé. Vị trí dự án của chúng ta sở hữu cái miếng đất đẹp nhất tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Kế bên dự án của chúng ta là những cái cơ quan hành chính huyện Bình Chánh như là Ủy ban Nhân dân nè, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, rồi những cơ quan an ninh như Công an Nhân dân huyện Bình Chánh nè, rồi bên phía quân đội, bên phòng cháy chữa cháy, rồi những cơ quan hành chính khác vân vân. Cái điểm đặc biệt của dự án Westgate thì ngoài những cái cơ quan hành chính nhà nước á, thì dự án của chúng ta là rất là gần những cái trường như là trường mầm non, trường trung học cơ sở, trường tiểu học và trường trung học phổ thông. Chỉ có 5 phút thôi, rất là tiện lợi cho anh chị. Xin mời chị có thể về những cái tiện ích của dự án Westgate. Dự án Westgate của chúng ta là với tổng thể là 3,1 hecta và trong đó là 1.9 hecta là chủ đầu tư An Gia dành ra để làm những cái tiện ích. Dự án là có 2 tầng hầm và 20 tầng nổi. Trước khi chia sẻ về những cái tiện ích của tầng trệt, Giang sẽ chia sẻ về những cái tiện ích của tầng hầm cho anh chị tham khảo qua. Cái điểm đặc biệt của tầng hầm này á, thì chủ đầu tư An Gia đã thiết kế nên hai cái tầng hầm và có cái giếng trời. Thì những cái giếng trời này là hình tròn và hình bán nguyệt, sẽ được trải đi ở những vị trí khác nhau. Cái giếng trời này có cái công năng như thế nào? Cái công năng của giếng trời này á, sẽ giúp cho lấy ánh sáng, không khí và gió, là sẽ làm cho cái tầng hầm của chúng ta thứ nhất là không bị tối, thứ hai là không bị bí, thứ ba là sẽ cung cấp đầy đủ oxy cho những cái cư dân mà khi họ xuống những cái tầng hầm để lấy xe. Thì như anh chị đã biết, một số dự án á, thì họ không có những cái giếng trời này, thì khi mà di chuyển xuống cái tầng hầm thì thường những người có bệnh về hô hấp á, đường hô hấp, thì xuống dưới đó sẽ cảm thấy rất là ngột ngạt. Nhưng mà khi có giếng trời này rồi á, thì cái lượng oxy nó cung cấp khá là đầy đủ tới những cái tầng hầm. Cái điểm đặc biệt thứ hai của những hai cái tầng hầm này á, là chủ đầu tư An Gia tích hợp cho dự án của chúng ta những cái bình điện cực sạc á, nó sẽ làm sát tường và cột luôn. Là khi mà anh chị sử dụng những chiếc xe máy điện, những chiếc xe ô tô điện và thậm chí những chiếc xe đạp điện chẳng hạn như vậy, khi mà anh chị mua nhà ở đây mà anh chị sử dụng, nếu mà không có những cái bình điện đó thì làm sao để mà chị sạc được cho những cái thiết bị của mình. Thì chính vì vậy anh Gia thấu hiểu điều đó nên anh Gia tích hợp sẵn. Và tương lai là khi mà người ta sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng từ xe xăng sang xe điện thì cũng là đón đầu tương lai luôn chị. Cái điểm thứ ba là tại mỗi cây cột của điểm để xe thì chủ đầu tư An Gia họ tích hợp những cái nút chuông gọi là SOS, có nghĩa là khi mà anh chị đi, anh chị có những người lớn tuổi á, mà đi một mình về để xe xuống tầng hầm mà lúc đó nó bị chón chẳng hạn như vậy, anh chị có thể là bấm vào cái chuông đó thì có bảo vệ an ninh của tòa nhà họ sẽ đến hỗ trợ chị lên tới tận tầng căn hộ của chị luôn. Đó là điểm đặc biệt, những điểm đặc biệt mà tại dự án Westgate là sẽ có thể là một số dự án là hiện tại nó chưa có. Rồi sau đây anh sẽ chia sẻ cho anh chị về những tiện ích xung quanh của dự án Westgate. Với hơn 1,9 hecta chủ đầu tư dành ra để làm tiện ích, thì cái điểm đặc biệt của dự án chúng ta là có được một cái hồ bơi 1.500 m² với chiều dài 50 m², thì đây là hồ bơi đạt chuẩn Olympic.
Và bên cạnh cái hồ bơi này á, có hồ bơi người lớn nè, hồ bơi trẻ em, và kế bên cạnh đó nó có những cái hồ sen và dòng sông lười nữa, thì nó càng tăng cái diện tích mặt nước của chúng ta lên rất là nhiều. Và khi mà có nước á, thì giống như là một nơi chỉ sống mình có nước là một nơi có rất là nhiều sinh khí, và nó giúp cho cái căn hộ mà xung quanh đây á, nó sẽ luôn luôn rất là mát. Bên cạnh cái hồ bơi thì bên chỗ đồ chơi An Gia đã tạo ra những cái sân chơi cho trẻ em ở đây ngoài trời, nó có sân chơi trẻ em ngoài trời và sân chơi trẻ em ở trong nhà đó. Rồi cái sân cắm trại thì phía bên này, rồi cái sân để anh chị có thể làm cái buổi tiệc BBQ, thì phía bên đây là có một cái sân để làm tiệc BBQ, và bên đây thì có một sân để mà anh chị làm cái tiệc BBQ. Rồi xung quanh cái dự án thì chúng tôi đang gia đặt cái ghế đá có mái tre luôn, thì những anh chị nào buổi sáng mà muốn cảm nhận cái không khí thiên nhiên thì có thể buổi sáng buổi chiều có thể ngồi ở cái ghế đá này để mình cảm nhận được cái không khí sinh khí của môi trường một về. Và thì những cái sinh hoạt của cái hoạt động thể thao xung quanh đây khá là ok nè. Rồi ngoài cái tiện ích bên ngoài thì chủ đầu tư gia đặc biệt dành ra dường như là một cái diện tích khá là lớn, thay vì chủ đầu tư gia có thể dành cái căn đó để bán như là một căn shop house chẳng hạn, như vậy thì chủ đầu tư gia đã dành ra để dành tặng riêng cho khách hàng. Đó là những cái tiện ích trong nhà. Những cái tiện ích trong nhà này gồm có những cái gì? Thứ nhất là sân chơi trong nhà, hồi nãy dân cũng có chia sẻ ở mà đó, thì nó sẽ nằm ở trong đây, sân chơi trong nhà, rồi phòng karaoke, đặt chiếu phim, phòng sinh hoạt cộng đồng, rồi thậm chí nhà ăn. Nhà ăn đó để làm gì? Nhà ăn là chủ quân gia anh chị, nếu mà anh chị sử dụng những căn hộ nhỏ như 59m², anh chị cần có một không gian để mà đãi những cái tiệc giống như tiệc sinh nhật nè, tiệc khôi nôi đầy tháng, rồi những cái lễ lộc mà anh chị cần sử dụng đến từ 10 đến 20 người á, thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng những cái căn nhà ăn đó để mà đãi tiệc cho gia đình của chúng ta, là anh chị không phải di chuyển ở phía bên ngoài. Sau khi đãi tiệc thì anh chị cần những không gian sinh hoạt như phòng karaoke để mà cho bạn bè cùng chung vui á, thì anh chị có thể đăng ký với ban quản lý luôn là mình sử dụng luôn cái phòng karaoke đó. Rồi có phòng game nữa anh chị nhé, phòng game nè, rồi gặp chiếu phim vân vân, rất là nhiều tiện ích. Thì những cái tiện ích này á, thì đây là bên chủ đây là gọi là club house. Thì club house nó nằm ở hai khối, cái khối trong cái tháp Mekong nè và một cái khối trong tháp Danis. Chính vì cái club house nằm trong khối trong cái tháp Mekong nên nó sẽ càng tôn lên cái giá trị của tháp Mekong, và tháp Mekong cũng là một hay là cái điểm cộng cho tháp Mekong trở thành một cái tháp đẹp nhất. Thì chi tiết về tiện ích của dự án Bích Gây á, thì anh chị sẽ đến gặp Giang. Tại sao bài dự án ở đây thì Giang sẽ chia sẻ chi tiết và Giang sẽ gửi cho anh chị những cái thông tin tài liệu về những cái tiện ích đó. Rồi Giang sẽ mời anh chị di chuyển qua cái sao vàng lớn. Sao vàng này thì là tổng thể của dự án Bích Gây. Xin mời anh chị. Đây là tổng thể của dự án Bích Gây. Bích Gây với tổng diện tích là 3.1 hecta, mật độ xây dựng là 39%, còn lại là 60%, còn lại thì chủ đầu tư An Gia làm tiện ích với 1.9 hecta công viên mặt khu và đường chạy bộ 800m. Anh chị chỉ cần mỗi buổi sáng chị chạy 10 vòng ở đây là chị chạy 8 km rồi đó, khỏi phải chạy trên những con đường dài. Chỉ cần có cần chạy vòng vòng xung quanh của dự án của chúng ta thôi, 10 vòng là sẽ được 8 km. Dự án chúng ta chia làm 4 tháp. Thì đầu năm 2020 thì chủ đầu tư An Gia đã mở bán cái tháp Đa Niếp và cái tháp Sim. Thì đợt này, giai đoạn này thì chủ đầu tư An Gia sẽ bán tiếp một tháp Mekong. Tháp Mekong này là 100% căn là sẽ view công viên ngoại khu và công viên nội khu. Thì cái điểm cộng này là cái điểm cộng thứ hai, và đây là một cái điểm cộng đặc biệt, và cái
cái thiết kế hình cánh quạt của cái tháp mê công á, sẽ tạo ra luồng sinh khí mới cho một cái cư dân sở hữu cái căn hộ tại tháp mê công này. Và cái mật độ cái cư dân của tháp mê công này thì nó sẽ không cao bằng những cái tháp còn lại đó. Nên có thể nói đây là một cái tháp đẹp nhất. Và những cái mặt như anh chị thấy cái mặt phía bên ngoài này, đây là những cái mặt view về phía trung tâm thành chính huyện Bình Chánh. Thì cái view này là view thoáng, sẽ những cái view này sẽ không bị chắn view bởi một cái tòa nhà gì, tại vì những cái trung tâm hành chính huyện Bình Chánh này chỉ có cao chiều cao tối đa là 3 tầng thôi anh chị nhé. Thì anh chị sở hữu từ những căn tầng 4 trở lên là anh chị view được một khoảng rất là xa và thoáng, và tầm view rất là thoáng mát. Anh chị sẽ thấy một cái mảng xanh của huyện Bình Chánh rất là nhiều, và nó sẽ view thẳng ra bên sông luôn, cái phía trục đường Nguyễn Chí thì nó có một cái con sông cũng khá là đẹp. Thì đợt này thì em đang hỗ trợ những anh chị nào mà muốn sở hữu một cái căn hộ trong một cái tháp đẹp nhất, thì với cái tháp mê công này là tháp đẹp nhất. Và anh chị hãy liên hệ ngay với Giang, số điện thoại của Giang là 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ chị lấy được căn đẹp trong cái tháp đẹp nhất dự án Westgate. Cảm ơn anh chị đã xem qua cái video chia sẻ về sa bàn của dự án Westgate. Hẹn gặp lại anh chị tại nhà mẫu, nhà điều hành Gia Gallery. Anh chị muốn xem cái video chia sẻ về căn hộ căn 59m² và căn 113m² thì anh chị hãy đến ngay để gặp Giang và đi ngay với Giang. Giang sẽ hỗ trợ anh chị xem trực tiếp và tận mắt tận tay xem qua căn hộ mẫu Westgate, coi căn hộ mẫu Westgate được những người dân An Gia thiết kế như thế nào, họ bàn giao như thế nào, chất lượng căn hộ ra sao. Và muốn xem chất lượng thực tế thì tại nhà mẫu An Gia Gallery, của người dân An Gia đã bàn giao những dự án trước đó cho những cư dân, và chất lượng đó được thể hiện bằng tính thực tế thực tiễn chứ không còn là trên những căn hộ mẫu nữa. Cảm ơn chị đã xem qua video này. Hẹn gặp lại chị tại An Gia Gallery. Số điện thoại của Giang là 0914245885. Xin chào anh chị.